Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Triều Nguyễn và bí ẩn về con số 13 của hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Theo lịch sử, Triều Nguyễn có 9 đời chúa và 13 đời vua. Chúa Tiên, Nguyễn Hoàng là vị chúa Nguyễn đầu tiên đặt nền móng cho vương Triều Nguyễn và Bảo Đại là vị vua cuối cùng trong khoảng thời gian gần 400 năm, bắt đầu từ năm 1558 và kết thúc vào năm 1945. Chính chúa Nguyễn là cách gọi chung trong sử sách và dân gian về một vương triều đã cai trị dải đất từ vùng Thuận Hóa, phía nam đèo ngang hiện nay, vào đến phương Nam, bắt đầu từ nhà Hậu Lê giữa thế kỷ 16 đến khi bị nhà Tây Sơn diệt năm 1777. Các chúa Nguyễn là tiền thân của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. 13 vua, Triều Nguyễn triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm, từ 1802 đến 1945, với 13 đời vua Nguyễn. Thông thường các vua Nguyễn sau khi mất, bài vị được đưa vào thờ tại Thế Miếu, có miếu hiệu ứng với tên của các đỉnh đồng đúc dưới thời Minh Mạng 1835, trừ các vua bị phế truất và các vua bị Pháp đày ra khỏi nước. Riêng vua Dục Đức, phế đế, có miếu hiệu cung tôn hệ hoàng đế là do con trai là vua Thành Thái truy phong, nhưng bài vị không được đưa vào thờ tại Thế Miếu. Các vị vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vào năm 1959 đã được Hội đồng Nguyện Phước Tộc làm lễ và đưa bài vị vào thờ tại Thế Miếu. 1. Vua Gia Long 1802 đến 1819. Vua Gia Long tên là Nguyễn Phúc Ánh, ngoài ra còn có tên là Chủng và Noãn, con thứ ba quyền Nguyễn Phúc Côn và bà Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Phúc Ánh, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, ngày 8 tháng 2, 1762. Năm 1775, lợi dụng sự sụp đổ của triều đình chúa Nguyễn do cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, quân Trịnh vào chiếm Phú Xuân, khiến cho Nguyễn Phúc Ánh phải trốn vào Nam. Từ đó, ông buôn tẩu gian nan, tìm đủ mọi cách chiêu tập lực lượng để giành lại vương triều cho họ Nguyễn. Năm 1792, vua Quang Trung mất, quân Tây Sơn ngày càng yếu và quân Nguyễn ngày càng lớn mạnh. Năm 1801, quân Nguyễn do Nguyễn Phúc Ánh chỉ huy đã đánh chiếm Quy Nhơn và chiếm Thuận Hóa. Ngày 1 tháng 2 năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, chính thức lập nên triều đại nhà Nguyễn. Tháng 3 năm 1804, vua Gia Long thổ quốc hiệu nước ta là Việt Nam. Gia Long làm vua được 18 năm, năm 1802 đến năm 1819, mất vào ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Mão, ngày 3 tháng 2 năm 1820, hưởng thọ 58 tuổi. Sau khi mất, bài vị của vua Gia Long được đưa vào thờ ở Thế Miếu và có miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Vua Gia Long có 31 người con, 13 con trai và 18 con gái. 2. Vua Minh Mạng 1820-1840. Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, còn có tên là Kiểu, con thứ tư của vua Gia Long và bà Nguyễn Thị Đan, Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu. Ông sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, tức ngày 25 tháng 5 năm 1871 tại làng Tân Lộc, tỉnh Gia Định. Vua Minh Mạng lên ngôi vào tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, làm vua được 21 năm, 1820 đến 1840. Trong thời gian ở ngôi, nhà vua đã có nhiều cải cách quan trọng, cho bỏ các dinh và trấn mà thành lập các tỉnh. Cả nước được chia làm 31 tỉnh, định lại quan chế, đặt mức lương bổng của các quan tùy theo ngạch trực, thống nhất việc đo lường và thống nhất y phục, khuyến khích dân khai hoang, lập ấp, sửa sang hệ thống giao thông, lập nhà dưỡng tế ở các tỉnh để giúp đỡ những người nghèo khổ, tàn tật, già cả, không nơi nương tựa. Đề cao nho học và khuyến khích nhân tài, tra giúp nước là một trong những việc rất được vua Minh Mạng chú trọng. Nhà vua cho lập quốc tử giám, mở thêm kỳ thi hội và thi đình. Thời Gia Long chỉ có thi hương. Lãnh thổ Việt Nam dưới thời Minh Mạng được mở rộng nhất trong lịch sử và Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia hùng mạnh. Vì vậy vào năm 1838, vua Minh Mạng cho đổi tên nước ta là Đại Nam. Vua Minh Mạng mất ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý, tức là 20 tháng 1 1841, hưởng thọ được 50 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Minh Mạng được đưa vào thờ ở Thế Miếu với miếu hiệu Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Vua Minh Mạng có 142 người con, 74 con trai, 68 con gái. 3. Vua Thiệu Trị 1841-1847. Vua Thiệu Trị có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, Ngoài ra còn có tên là Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa, tá thiên nhân hoàng hậu, sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão, tức là ngày 16 tháng 6 năm 1807 tại ấp Xuân Lộc, phía đông kinh thành Huế. Vua Thiệu Trị lên ngôi ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu, ngày 11 tháng 2 năm 1841, làm vua được 7 năm, 1841-1847, mất ngày 27 tháng 9 năm Đinh Mùi, tức là ngày 4 tháng 10 năm 1847, hưởng thọ 41 tuổi. Sau khi mất, bài vị của nhà vua được đưa vào thờ trong tế miếu và có miếu hiệu hiến tổ chương hoàng đế. Vua Thiệu Trị có 64 người con, 29 trai và 35 gái. 4. Vua Tự Đức 1848-1883. Vua Tự Đức có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, ngoài ra còn có tên là Thì. Ông là con thứ hai của vua Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng, hoàng hậu Từ Dũ, sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, ngày 22 tháng 9 năm 1829. Vua Tự Đức lên ngôi tháng 10 năm Đinh Mùi 1847, làm vua được 36 năm, 1847-1883, mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, tức ngày 19 tháng 7 năm 1883, hưởng thọ 55 tuổi. Sau khi mất, bài vị của nhà vua được đưa vào thờ trong thế miếu và có miếu hiệu Dực Tông Anh Hoàng Đế. Vua Tự Đức không con, ông nhận 3 người cháu gọi bằng chú làm con nuôi là Nguyễn Phúc Ưng Chân, sau này là vua Dục Đức, Nguyễn Phúc Ưng Đường, sau này là vua Đồng Khánh, Nguyễn Phúc Ưng Đăng, sau này là vua Kiến Phúc. Năm vua Dục Đức 1883, 3 ngày. Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ân Ái, là con thứ hai của Thủy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y và bà Trần Thị Nga. Ông sinh ngày 4 tháng 1 năm Quý Sửu, ngày 11 tháng 2 năm 1853. Năm 1869, lúc 17 tuổi được vua Tự Đức chọn làm con nuôi và đổi tên là Ưng Chân, cho xây Dục Đức Đường để ở và giao cho Hoàng Quý Phi Vũ Thị Duyên, sau này là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, trông coi dạy bảo. Vua Tự Đức mất để di chiếu truyền ngôi cho Ưng Chân, nhưng trong di chiếu có đoạn viết: nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám, sợ sau này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu dâm cũng là điều chẳng tốt, chưa chắc đã đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho xã tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây. Lúc làm lễ lên ngôi, Ưng Chân đã cho đọc lướt đoạn này, nên 3 ngày sau, hai phụ chính đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã phế bỏ Dục Đức theo lệnh của Từ Dũ Thái Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Tự Đức và Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, vợ vua Tự Đức. Làm vua được 3 ngày chưa kịp đặt niên hiệu, Dục Đức chỉ là tên gọi nơi ở, thì Ưng Chân đã bị phế bỏ và giam vào ngục cho đến khi mất. Ông mất ngày 6 tháng 9 năm Giáp Thân, ngày 24 tháng 10 năm 1884, thọ 32 tuổi. Đến thời vua Thành Thái, con vua Dục Đức, vào năm 1892 đã truy tôn cha mình là Cung Tôn Huệ Hoàng Đế. Vua Dục Đức có 19 con, 11 con trai và 8 con gái. 6. Vua Hiệp Hòa 1883, 4 tháng. Vua Hiệp Hòa tên là Nguyễn Phúc Hồng Dực, còn có tên là Thăng, con thứ 29 của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận, sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh Mùi, ngày 1 tháng 1 năm 1847. Vua Dục Đức bị phế bỏ, Hồng Dực được đưa lên ngai vàng vào ngày 30 tháng 7 năm 1883, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa, do có ý thân Pháp. Vua Hiệp Hòa lên ngôi chưa được bao lâu thì bị triều đình Huế phế bỏ và buộc uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 30 tháng 10 năm Quý Mùi, 29 tháng 11 năm 1883. Dưới thời Thành Thái vào năm 1891, ông được truy phong là Văn Lãng Quân Vương. Vua Hiệp Hòa có 17 người con, 11 trai và 6 gái. 7. Vua Kiến Phúc 1883-1884. Kiến Phúc tên là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Ưng Đăng sinh ngày 2 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ, tức là ngày 12 tháng 2 năm 1869. Năm 1870, lúc được 2 tuổi, Ưng Đăng được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà học viên Nguyễn Thị Hương trông coi và dạy bảo. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế truất vào ngày 2 tháng 12 năm 1883, Ưng Đăng 15 tuổi được đưa lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc ở ngôi được 8 tháng thì mất vào ngày 10 tháng 6 năm Giáp Thân, tức ngày 31 tháng 7 năm 1884, lúc mới 16 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Kiến Phúc được đưa vào thờ trong thế miếu và có miếu hiệu là Giảng Tông Nghị Hoàng Đế. 8. Vua Hàm Nghi 1884 đến 1885. Vua Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ân Lịch, còn có tên là Minh. Ông là con thứ năm của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi, tức ngày 3 tháng 8 năm 1871. Sau khi vua Kiến Phúc mất, ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân, tức ngày 2 tháng 8 năm 1884, Ân Lịch được đưa lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Hàm Nghi, lúc mới 14 tuổi. Binh biến năm Ất Dậu, ngày 5 tháng 7 năm 1885 xảy ra, vua Hàm Nghi cùng quần thần ra Tân Sở, phát khịch Cần Vương, phát động phong trào kháng Pháp trên toàn quốc. Quân Pháp nhiều lần kêu gọi nhà vua quay về nhưng thất bại. Ngày 30 tháng 10 năm 1888, tên Trương Quang Ngọc, người hầu của vua, bị Pháp mua chuộc nên đem người bắt vua Hàm Nghi dâng cho Pháp. Vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt đi đày ở Algeria vào ngày 13 tháng 1 năm 1889. Nhà vua sống ở đó cho đến lúc mất. Ngày 4 tháng 1 năm 1943, thọ 72 tuổi, vua Hàm Nghi có 3 người con, một trai và 2 gái. Chính vua Đồng Khánh 1886-1888. Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý, ngày 19 tháng 2 năm 1864. Năm 1865, lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo. Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp, đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Ở ngôi được 3 năm, vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tý, tức là ngày 28 tháng 1 năm 1889, lúc được 25 tuổi. Sau khi mất, bảy vị vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Tế Miếu và có miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế. Vua Đồng Khánh có 10 người con, 6 trai và 4 gái. 10. Vua Thành Thái 1889 đến 1907. Vua Thành Thái tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Chiêu, con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Tự Minh Hoàng hậu Phan Thị Điểu, sinh ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão, tức ngày 14 tháng 3 năm 1879. Vua Đồng Khánh mất, triều đình Huế được sự đồng ý của Pháp đã đưa Bửu Lân lên ngôi vào ngày 1 tháng 2 năm 1889 với niên hiệu là Thành Thái. Lúc mới 10 tuổi, vua Thành Thái là người có tư tưởng tiến bộ, cắt tóc ngắn, lái ô tô, xuồng máy và có tư tưởng chống Pháp. Vì vậy sau 19 năm ở ngôi, dưới áp lực của Pháp, triều đình Huế lấy cớ nhà vua mắc bệnh tâm thần và buộc phải thoái vị. Sau đó ông bị Pháp đưa đi an trí ở Vũng Tàu. Năm 1916, ông bị Pháp đem đày ở đảo Châu Phi. Năm 1947, ông được trở về sống ở Sài Gòn cho đến khi mất. Ông mất ngày 9 tháng 3 năm 1955, thọ 77 tuổi. Vua Thành Thái có 45 người con, 19 trai và 26 gái. 11. Vua Duy Tân sinh năm 1907, mất 1916. Vua Duy Tân tên Nguyễn Phúc Vĩnh Sang, còn có tên là Hoảng, con thứ 5 của vua Thành Thái và bà Nguyễn Thị Định, sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, tức là ngày 19 tháng 9 năm 1900. Năm 1907, vua Thành Thái thoái vị. Triều đình Huế đưa hoàng tử Vĩnh Sang lên ngôi, lấy niên hiệu là Duy Tân, lúc mới được 8 tuổi. Vua Duy Tân là vị vua lên ngôi nhỏ tuổi nhất trong 13 vị vua. Tuy nhiên nhà vua lại là người chững chạc, có khí phách của một bậc đế vương. Cũng như cha mình, vua Duy Tân là người có tư tưởng chống Pháp. Nhà vua đã cùng với Thái Phiên, Trần Cao Vân và định cuộc nổi dậy chống Pháp vào ngày 3 tháng 5 năm 1916. Nhưng âm mưu bại lộ, nhà vua cùng Thái Phiên và Trần Cao Vân trốn ra khỏi kinh thành. 3 ngày sau, vua Duy Tân bị Pháp bắt và bị kết tội rồi đày sang đảo Châu Phi. Nhà vua mất ngày 21 tháng 11 năm Ất Dậu, ngày 25 tháng 12 năm 1945 trong một tai nạn máy bay khi được 46 tuổi. Nhà vua được an táng tại nghĩa trang Thiên Chúa giáo Spiki thuộc Cộng hòa Trung Phi. Ngày 6 tháng 4 năm 1987, nhà vua được cải táng trong khuôn viên của An Lăng, Lăng Dục Đức. Vua Duy Tân có 5 người con, 3 trai và 2 gái. 12. Vua Khải Định 1916-1925. Vua Khải Định tên là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Dương Thị Thục, hậu Thiên Thuần Hoàng hậu, sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu, tức ngày 8 tháng 10 năm 1885. Vua Đồng Khánh mất, hoàng tử Bửu Đảo còn ít tuổi, 4 tuổi nên không được chọn làm vua. Đến năm 1916, sau khi vua Duy Tân bị Pháp đưa đi đày ở đảo Châu Phi, triều đình Huế và người Pháp mới lập Bửu Đảo lên ngôi làm vua vào ngày 18 tháng 5 năm 1916, lấy niên hiệu là Khải Định. Vua Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 20 tháng 9 năm Ất Sửu, tức ngày 6 tháng 11 năm 1925, thọ 41 tuổi. Sau khi chết, bài vị của nhà vua được đưa vào thờ trong tới miếu và có miếu hiệu là Hoàng Tông Tuyên Hoàng Đế. Vua Khải Định chỉ có một con trai là Hoàng tử Vĩnh Thụy, vua Bảo Đại. 13. Vua Bảo Đại 1926 đến 1945. Vua Bảo Đại tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ngoài ra còn có tên là Thiện. Ông là con độc nhất của vua Khải Định và bà Hoàng Thị Cúc, bà Từ Cung, sinh ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu, tức ngày 22 tháng 10 năm 1913. Hoàng tử Vĩnh Thụy được đưa sang Pháp học lúc mới 10 tuổi. Đến khi vua Khải Định qua đời, ông về Huế lên ngôi vua vào ngày 8 tháng 1 năm 1926, lấy niên hiệu là Bảo Đại. Đây là vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn. Sau đó, ông lại tiếp tục sang Pháp học cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1932 mới trở về Huế. Vua Bảo Đại ở ngôi cho đến 30 tháng 8 năm 1945 thì làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn, giao chính quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời. Chế độ phong kiến chấm dứt, Bảo Đại sang Pháp và xong hết cuộc đời của vị vua lưu vong ở đó. Ông mất ngày 1 tháng 8 năm 1997 tại Pháp. Vua Bảo Đại có 13 người con. Cuộc đời Bảo Đại gắn liền với con số 13. Khi nghiên cứu về vua Bảo Đại, người ta phát hiện ra rằng cuộc đời ông có nhiều chi tiết gắn liền với con số 13. Trong khi trên thế giới có rất nhiều quốc gia và rất nhiều người kiêng kỵ con số 13 vì cho rằng đó là một con số tiềm ẩn những rủi ro. Năm 1922, vua Khải Định được mời sang Pháp tham dự một hội đấu xảo. Trong lần đi này, ông đã đem theo con trai của mình là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy sang nhờ vợ chồng. Ông Charles Nguyễn là khâm sứ của Trung Kỳ, nuôi dạy theo nền văn minh phương Tây. Sau đó Khải Định trở về nước, còn Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy ở lại Pháp theo sự sắp đặt này. Đến ngày 16 tháng 11 năm 1925, vua Khải Định mất, triều đình đã mời Vĩnh Thụy về nước để lên ngôi hoàng đế thay cho cha. Lễ tấn tôn được tổ chức vào ngày 8 tháng 1 năm 1926 với niên hiệu là Bảo Đại và con số 13 bắt đầu được ghi nhận. 1. Ông sinh ra năm 1913, chính xác là ngày 22 tháng 10 năm 1913, tức 23 tháng 9 năm Quý Sửu. 2. Ông sinh năm 1913, lên ngôi năm 1926. Như vậy Bảo Đại lên ngôi năm 13 tuổi. 3. Triều Nguyễn thành lập năm 1802 với vị vua đầu tiên là Gia Long, trải qua các đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và kết thúc tại đời Bảo Đại. Như vậy khi lên ngôi, ông là ông vua thứ 13 của Triều Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 4. Nếu tính từ khi lên ngôi năm 1926 đến khi thoái vị năm 1945 là 19 năm, nhưng sau khi lên ngôi, ông trao quyền lại cho phụ chính tân thần Tôn Thất Hơn và quay trở lại Pháp để tiếp tục việc học. Mãi đến ngày 8 tháng 9 năm 1932, ông mới hoàn lang chính thức trị vì đất nước. Sang tháng 8 năm 1945, trước cao trào cách mạng của nhân dân, ông thoái vị ngày 30 tháng 8 năm 1945 và trao lời ấn kiếm cho các đại diện chính phủ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ phụ tại Việt Nam. Như vậy Bảo Đại thực sự trị vì đất nước chỉ 13 năm. 5. Ngày 1 tháng 8 năm 1997, Bảo Đại qua đời tại Trung tâm Y tế Wenderes. Đến ngày 6 tháng 8 năm 1997, ông mới được đem chung cất tại nghĩa trang Thiên Chúa Giáo ở Paris. Trời thu tháng 8 trong xanh rất đẹp, nhưng khi thi hài ông sắp được hạ huyệt, giờ tốt đã được dọn trước, thì trời đột ngột đổ mưa, làm tất cả những người dự đám tang đều ướt đẫm. Trời mưa làm huyệt mộ ngập nước nên không thể nào tiến hành nghi lễ hạ huyệt. Nhưng giờ lành lại không đợi ai bao giờ, nên mọi người ra sức tát cạn nước vì e giờ tốt qua đi. Khi nước được tát cạn, trời đã bớt mưa thì đồng hồ điểm đúng 13 giờ. Như vậy ông vua này được hạ huyệt lúc 13 giờ. 6. Sinh thời vua Bảo Đại có với hoàng hậu Nam Phương 5 người con là hoàng thái tử Bảo Long, hoàng tử Bảo Thân, công chúa Phương Mai, Phương Dung, Phương Liên. Với bà thứ phi Mộng Điệp là 3 người là hoàng nữ Phương Thảo, hoàng nam Bảo Hoàng, Bảo Sơn. Với bà thứ phi Ánh, 2 người là hoàng nữ Phương Minh, hoàng nam Bảo An. Với bà Vicky, 1 người là Phương Từ. Và bà thứ phi Mộng Điệp cho biết trong sổ gia đình của Bảo Đại do bà Từ Cung giữ còn 1 người con nữa nhưng không ghi mẹ là ai. Như thế Bảo Đại có 13 người con chính thức được ghi nhận.